Ơi, hôm nay là 27 tháng 5 thứ tư ngày 27 tháng 5. Mấy ngày nay thì Nam không có quay cho mọi người xem. Hôm qua thì Nam đi, Nam cùng gia đình đi. San Francisco đi đến cây cầu đỏ nổi tiếng của nước Mỹ. Bây giờ mọi người hãy quay ngược lại thời gian đi với Nam đến đó nha.